Từ lực Bookstore bên quanh Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi một bình luận ngày thứ hai, 14 tháng 6 năm 2021 với chủ đề là Tổng thống Joe Biden thúc giục G7 và NATO cứng rắn với Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, hội nghị G7 tức là gồm 7 cường quốc của nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đã kết thúc ngày hôm qua, chủ nhật 13 tháng 6 tại nước Anh. Hội nghị G7 gồm có những nước sau đây là Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Thưa quý vị, trong hội nghị thì có cả đại diện của Liên hiệp Âu Châu, có cả lãnh đạo của nước Úc, Nam Phi và Nam Hàn. Đây là những vị khách mời chứ không được tham dự những phiên họp. Thủ tướng của Ấn Độ thì không tham dự trực tiếp được, cho nên đã có những cái cuộc thảo luận qua mạng lưới điện toán, tức là qua hệ thống Internet. Sáng sớm ngày hôm nay thì đài National Public Radio có một cái bài bình luận và nhận định khá kỹ về hội nghị G7. Rồi sau đó thì bài viết đã được đánh máy và đưa lên trang mạng của National Public Radio với chủ đề là Biden Bush G7 Allies to Take a Tougher Stand on China. Chúng tôi tạm dịch là ông Biden đã thúc đẩy G7 hãy có một cái lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, hội nghị kéo dài trong vòng 3 ngày và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về rất nhiều vấn đề. Cái chủ đề quan trọng nhất đó là làm cách nào có một cái sự hợp tác toàn cầu để chống lại đại dịch coronavirus. Cái thứ hai là chống lại sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Và thứ ba, riêng đối với Tổng thống Joe Biden, một chiến thắng, đó là chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông Joe Biden khẳng định rằng Trung Quốc là thách thức chiến lược hàng đầu của nước Mỹ và cũng là thách thức hàng đầu của các quốc gia đồng minh trong khối G7. Tuy nhiên, ông cũng gặp phải một số cái phản ứng không thuận lợi vì đã có một số các thành viên của G7 tỏ ra ngần ngừ bởi vì họ không biết làm cách nào để nêu vấn đề Cộng sản Trung Quốc vào trong các bản thông cáo chung chính thức của khối G7. Một số các quốc gia thành viên của G7 thì lo ngại rằng nếu mà đối đầu với Trung Quốc một cách trực diện á, thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ về trao đổi mậu dịch giữa các quốc gia của họ và của Trung Quốc. Quốc gia G7 đó thì muốn rằng về phía Trung Quốc phải có một cái sự minh bạch trong vấn đề điều tra cái nguồn gốc khởi đầu của con COVID-19 mà đã lây trên toàn thế giới ngày hôm nay. Cái lời tuyên bố của G7 trong cuộc họp báo ngày hôm qua nói rất rõ là lãnh đạo của các quốc gia G7 muốn rằng phải có một cái cuộc điều tra dựa trên minh bạch là một này, do những nhà khoa học trên thế giới cầm đầu cái nỗ lực điều tra đó và dựa thuần túy trên kết quả của khoa học, chứ không phải là do cảm tính hoặc là do bị ảnh hưởng bởi chính trị. Chúng ta cũng biết là tổ chức WHO cũng đã đưa ra một cái bản báo cáo sau khi mà điều tra nguồn gốc COVID-19, nhưng mà nước Mỹ và các quốc gia trong khối G7 không tin vào kết quả đó và muốn có một kết quả toàn diện. Tổ chức G7 còn ủng hộ kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở cho các quốc gia đang phát triển nhằm đối đầu với sáng kiến vành đai con đường của Bắc Kinh, tức là Belt and Road Initiative của Cộng sản Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của G7 còn công khai chỉ trích cái chính sách của Trung Quốc đàn áp nhân quyền tại khu vực Tân Cương, nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo Uyghur và cái chính sách của nhà cầm quyền Bắc Kinh, vấn đề dập tắt cái phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Khối G7 kêu gọi là phải tôn trọng vấn đề nhân quyền của cộng đồng người Uyghur và đồng thời tôn trọng những cái quyền căn bản nhất mà người dân Hồng Kông đã có trong suốt cái giai đoạn mà họ Hồng Kông là cái phần đất trực thuộc vào Vương quốc Anh. Thưa quý vị, riêng Tổng thống Joe Biden thì trong cái phiên họp với G7 rồi sau đó trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại London thì ông Biden nói rõ là ông thúc giục Trung Quốc phải minh bạch hơn trong vấn đề tìm cái nguồn gốc của con COVID-19. Ông nói như thế này, ông bảo cho tới ngày hôm nay đó, thế giới vẫn không có thể biết được một cách chắc chắn rằng cái con COVID-19 đó nó phát sinh từ một cái ngôi chợ ở bên Trung Quốc, ý ông muốn nói là Vũ Hán,
hay là những con virus đó nó sổng ra từ một cái phòng thí nghiệm ở bên Trung Quốc. Chúng ta biết là trong thời gian vừa qua thì ngành tình báo của nước Mỹ có đưa tới một kết luận rằng có 3 nhà khoa học của Trung Quốc đã bị lâm bệnh vào tháng 11 năm 2019 chứ không phải là tháng 12. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho các viên chức tình báo là phải báo cáo cho ông trong vòng 90 ngày sắp tới về cái nguồn gốc của con virus. Nó phát sinh từ một nhà nghiên cứu, một cái trung tâm thí nghiệm, hay là nó phát sinh từ cái ngôi chợ thú vật hoang dã tại Vũ Hán. Riêng đối với cái cuộc gặp sắp tới, tức là ngày thứ Tư, 16 tháng 6 tại Geneva, với lãnh đạo của nước Nga là Vladimir Putin, thì Tổng thống Joe Biden nói rất rõ, ông không nghi ngờ gì cả. Mà cái cuộc gặp đó nó sẽ ở cái mức mà cái sự tôn trọng lẫn nhau đó, hay là cái sự mà đối đầu đó, nó sẽ làm cho cái không khí cuộc gặp nó căng thẳng hơn. Vì ông Joe Biden đã nói rằng nhà cầm quyền Nga do Vladimir Putin lãnh đạo đã can thiệp vào cuộc bầu cử của nước Mỹ, đã dùng tin tặc để tấn công vào những hệ thống điện toán của Hoa Kỳ. Và ông Joe Biden nói rất rõ là Vladimir Putin tham dự vào tất cả những cái hành vi đó chống lại nước Mỹ. Sáng hôm nay thì Vladimir Putin nói rằng không có hề có một cái hành vi nào để nhằm mục đích can dự bầu cử của Mỹ hoặc là tấn công vào cái hệ thống điện toán của nước Mỹ cả. Trong cái thời gian 3 ngày vừa qua khi họp với khối lãnh đạo của G7, thì Tổng thống Joe Biden đã họp với từng lãnh đạo một. Trong đó ông họp với nước chủ nhà là Thủ tướng Boris Johnson, thì được ông Boris Johnson ca ngợi là ông Joe Biden đã mang một cái luồng không khí tươi mát đến cho G7. Trước đó thì người ta vẫn lo ngại rằng giữa ông Boris Johnson và ông Biden có thể không được gọi là vui với nhau trong phiên họp tay đôi, vì lý do là ông Biden đã có từng chỉ trích ông Boris Johnson là một phiên bản về mặt vóc dáng cho tới mặt tính tình giống ông Donald Trump. Nhưng mà không ngờ rằng ông Boris Johnson rất thích thú và ca ngợi ông Biden trong phiên họp tay đôi. Ngoài ra thì ông Biden cũng họp với nữ thủ tướng Đức là Angela Merkel, thủ tướng của Ý và thủ tướng của Nhật Bản. Ông sau đó cũng họp riêng với thủ tướng của nước Úc là Scott Morrison. Ông Morrison đến tham dự hội nghị G7 với tính cách là một khách mời mà thôi. Ông cũng họp với tổng thống của Nam Phi là Cyril Ramaphosa, cũng chỉ là một khách mời của hội nghị. Trong tất cả những phiên họp với những nhà lãnh đạo của G7 và ngoài khối G7 ra đó, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh tới cái vai trò của các quốc gia này trong cái công cuộc một đối đầu với COVID-19, đối đầu với sự thay đổi của khí hậu toàn cầu, vấn đề rút quân Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ra khỏi chiến trường Afghanistan, mà cái thời hạn chót là ngày 11 tháng 9 sắp tới, và đồng thời tạo một cái sự ổn định và hòa bình trong cái khu vực phía Tây của Phi Châu. Riêng nước chủ nhà thì thưa quý vị là ông Boris Johnson, ông chọn cái chủ đề của G7 năm nay là Build Back Better. Chúng tôi tạm dịch là xây dựng trở lại một cách tốt đẹp hơn. Ông bảo là thế giới cần phải bảo đảm là chúng ta sẽ học được cái bài học của cái đại dịch COVID-19 trong 2 năm vừa qua và sẽ không lặp lại những cái sai lầm mà thế giới đã phạm phải trong hơn 18 tháng qua vì đại dịch COVID. Ngoài ra ông bảo là chúng ta cần phải xây dựng lại, cái chủ đề của ông là Build Back Better, tức là xây dựng lại một cái môi trường sống của quả đất này xanh tươi hơn, muốn ám chỉ tới vấn đề mà cắt đi những hiệu ứng của cái nghệ khoa học để mà xây dựng lại một cái quả địa cầu xanh tươi, xây dựng lại niềm tin một cách tốt đẹp hơn, xây dựng lại công bằng hơn, xây dựng lại bình đẳng hơn và xây dựng lại thêm bình đẳng giới tính hơn. Ông Boris Johnson còn loan báo là các quốc gia khối G7 sẽ chung lại với nhau để tặng cho các quốc gia nghèo và những quốc gia có lợi tức trung bình trên thế giới này số lượng 1 tỷ liều thuốc vaccine COVID-19 trong những quốc gia đã có được ở Việt Nam. Riêng nước Mỹ không thôi đã đóng góp 500 triệu vaccine COVID-19 của hãng Pfizer
Nước Anh thì đóng 100 triệu liều, số phần còn lại là của các nước khác. Liên quan đến vấn đề mà chống thay đổi khí hậu toàn cầu, thì các quốc gia cam kết là sẽ cắt giảm cái lượng khí thải CO2 ra ngoài cái bầu khí quyển của quả đất, giảm xuống 1.5%, tức là so với cái quy định trước kia đó. Thì thưa quý vị, 1.5 độ C, tức là giảm đi được 0.5 độ C so với cái lời cam kết của hội nghị trước. Về vấn đề mà trao đổi và mậu dịch giữa các quốc gia với nhau, thì thưa quý vị, cố vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia của nước Mỹ là Jack Sullivan đã nói rằng các lãnh đạo của khối G7 sẽ ủng hộ cho kế hoạch của Tổng thống Joe Biden, đó là đưa ra một cái mức thuế 15% đánh trên tất cả các đại doanh nghiệp xuyên quốc gia, để các đại doanh nghiệp này phải đóng một cái số lượng thuế cần thiết cho những quốc gia mà họ làm ăn, họ có cơ sở vân vân. Bởi vì lý do là trong thời gian vừa qua có rất nhiều doanh nghiệp của những nước giàu họ đóng thuế rất ít hoặc là không đóng một xu thuế nào cả. Bởi vì họ đưa những cái hoạt động thương mại của họ, hoạt động sản xuất của họ ra những cái quốc gia mà những cái quốc gia đó lại có một cái chủ trương thuế khóa hết sức là thân thiện, tức là đánh thuế ít lắm đấy. Cho nên những tập đoàn kinh tế lớn đã thoát khỏi cái mức thuế. Tổng thống Joe Biden đã đề nghị 15% và các vị bộ trưởng tài chính của khối G7 đã thỏa thuận cái đó từ hôm tuần trước. Hôm vừa rồi thì các nhà lãnh đạo G7 đồng ý với cái mức thuế 15% này. Chúng ta biết là năm 2008 lúc đó là G8, bởi vì nước Nga là một thành viên. Nhưng mà vì Nga đem quân sáp nhập vào lãnh thổ của Nga, cái vùng đất Crimea mà thuộc vào Ukraine, cho nên lúc đó khối G8 đã bỏ phiếu và đuổi Nga ra khỏi, cho nên bây giờ chỉ còn lại G7 mà thôi. Ước ao của giới lãnh đạo Trung Quốc là được ngồi trong khối G7 nhưng mà đã không được. Tuy nhiên, vấn đề Trung Quốc đã chiếm một cái phần lớn hội nghị G7 trong mấy ngày vừa rồi. Tổng thống Joe Biden thúc giục các nước phương Tây phải có đối trọng với những ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Và ông nói rằng khối G7 đã đồng ý thành lập một liên minh để cạnh tranh với các khoản chi tiêu của Bắc Kinh cho cơ sở hạ tầng các nước đang phát triển. Chúng ta biết là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều tiền để phát triển một cái quyền lực gọi là quyền lực mềm tại những quốc gia đang phát triển hoặc nghèo đói, để hy vọng là lấy được cái sự ủng hộ của những quốc gia đó. Thì thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc nói rất rõ là với một cái kế hoạch tên là Build Back Better World, chúng tôi tạm dịch là xây dựng lại một cái thế giới tốt đẹp hơn, thì Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Joe Biden đã thúc giục giới lãnh đạo của G7 là phải có được một cái chiến lược để mà đối đầu với Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta biết là hiện nay Trung Quốc đã bỏ ra hàng nhiều tỷ Mỹ Kim để đầu tư vào một cái chương trình sáng kiến vành đai con đường, tức là Belt and Road Initiative. Nhưng mà giới chỉ trích thì nói rằng cái sáng kiến này của Bắc Kinh đó là một cách để ảnh hưởng đến các quốc gia khác ở trên thế giới, mà cái sự ảnh hưởng đó là không lành mạnh. Các quốc gia Tây Phương hiện nay đã cùng với Hoa Kỳ là đã kết án Trung Quốc trong vấn đề sử dụng các lực lượng lao động ở tuổi nhỏ hoặc là những tù nhân tại khu vực Tân Cương ở bên Trung Quốc. Và đồng thời, các giới lãnh đạo của G7 cũng lên án cái hành vi mà Trung Quốc đàn áp người dân Hồng Kông sau tháng 6 năm 2020 vừa qua, khi Tập Cận Bình ký cái sắc lệnh để mà ban bố cái tình trạng gọi là nền an ninh mới tại Hồng Kông. Ngày thứ Tư này thì Tổng thống Joe Biden sẽ họp chung với Vladimir Putin tại Geneva của Thụy Sĩ. Thì thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden nói rất rõ là họp xong, ông sẽ không có một cuộc họp báo chung với Vladimir Putin. Nguyên văn lời của Tờ Bạch Ốc nói rằng ông không muốn tạo một cơ hội cho Putin được đứng cạnh ông để trả lời những câu hỏi của báo chí, mà đó là báo chí tự do. Thưa quý vị, khác với cái cuộc họp giữa ông cựu Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin vào năm 2018, lúc đó ông Donald Trump là lãnh đạo nước Mỹ, họp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ông Donald Trump
lúc bấy giờ đã có những lời phát biểu cho người ta thấy rằng ông quả tình là có thiện cảm với Putin, khi ông nói rằng ông không nghĩ là Vladimir Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử của nước Mỹ. Thì Tổng thống Joe Biden nói rằng ông không muốn có cái hình ảnh mà ông đứng bắt tay hoặc là đứng cạnh Vladimir Putin. Thưa quý vị, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ họp tại một cái tòa lâu đài được xây từ thế kỷ thứ 18 ở bên cái hồ Lake Geneva. Và đây là lần đầu tiên mà hai người đối diện với nhau kể từ khi ông Biden lên lãnh đạo của nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden nói rất rõ là ông sẽ có một cái lập trường rất rất là cứng rắn với nước Nga liên quan đến thái độ của nước Nga về mặt quân sự trong cái khu vực phía đông của Ukraine, liên quan đến cái chuyện mà Nga đã dùng tin tặc tấn công vào nước Mỹ và liên quan đến cái chuyện mà Vladimir Putin đàn áp những nhân vật đối lập ngay trong lãnh thổ của nước Nga. Tòa Bạch Ốc nói như thế này, là Tòa Bạch Ốc và tất cả mọi người nên nhớ là không bao giờ có một ảo tưởng gì cả, là cái cuộc họp giữa ông Biden và Putin sẽ là một cuộc họp với một cái không khí thân thiện, và chắc chắn đó là một cuộc họp căng thẳng. Thưa quý khán giả, sau khi mà tổng hợp được tất cả những tin tức mà liên quan đến phiên họp hội nghị G7 kết thúc ngày hôm qua, và tin tức ngày hôm nay là ngày đầu tiên khi ông Biden đặt chân tới Brussels, tức là thủ đô của nước Bỉ đó, để họp hội nghị với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, thì ông nói rất rõ là ông sẽ có lập trường cứng rắn với Nga và với Trung Quốc. Thì tổng hợp những cái tin này, chúng tôi thấy rằng ông Joe Biden là cái người chống Trung Quốc và chống Nga một cách quyết liệt bằng hành động chứ không bằng lời nói huênh hoang. Chúng ta nhớ rằng cái thời của ông Donald Trump, trong 4 năm người ta chưa bao giờ nghe một lời ông Donald Trump tỏ ra cứng rắn đối với Vladimir Putin, đối với Trung Quốc. Thì mặc dù là ông Donald Trump nói là ông sẽ có những hành động cứng rắn vân vân về phương diện trao đổi mậu dịch, nhưng mà đó chỉ là toàn lời nói thôi, chứ chưa thấy ông Donald Trump đã có những hành động nào cụ thể nhằm vào hai cái cường quốc mà lúc nào cũng xem nước Mỹ như là một đối thủ cạnh tranh, không phải là về mặt bình thường mà là một đối thủ cạnh tranh được xem như là một thứ kẻ thù. Thì thưa quý vị, chúng tôi có thể kết thúc cái bài bình luận ngày hôm nay bằng cái câu nói rất là giản dị của ông Joe Biden trong cuộc họp báo ngày hôm qua với các lãnh đạo của khối G7. Ông nói như thế này: America back to the table. Tức là nước Mỹ đã trở lại với cái chữ table này, phải hiểu rằng nó là cộng đồng G7 và là cộng đồng thế giới. Chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai. Nhà sách Tự Lực Hân Hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa của tác giả Thái Gia Kỳ. Thế nào là văn minh cầm đũa? Tác giả Thái Gia Kỳ nêu câu hỏi. Các bạn thử xem, trên thế giới có nước nào trước đây người dân dùng đũa trong bữa ăn mà không từng sử dụng chữ Hán không? Tôi thử đổi lại câu hỏi khác. Các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào từng sử dụng chữ Hán trong mọi sinh hoạt mà người dân vẫn ăn bốc hoặc dùng dao nĩa không? Sự thực hai câu hỏi trên chỉ là một, nói lên sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa. Người Khmer, người Mã Lai, người Thái Lan và người Miến Điện không cầm đũa ăn cơm, mặc dù họ vẫn sống trên đồng ruộng lúa nước. Sống trên vùng lúa nước nhưng không phải là lý do chính đưa đến việc sử dụng đôi đũa. Cái chính là vì họ không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, trong đó có tập quán cầm đũa trong bữa ăn. Tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa, những tương đồng trong văn hóa xã hội các nước của tác giả Thái Gia Kỳ hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, California. Điện thoại để quý độc giả gọi vào cho nhà sách Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan do Văn Học Press xuất bản.
Xương cước tựa đề của tác phẩm khiến độc giả có thể mường tượng được phần nào nơi chốn mà tác giả Đặng Mai Lan hồi tưởng và dàn trải trong cuốn sách. Đặng Mai Lan viết về Đà Lạt, thành phố sương mù, viết về những kỷ niệm với nhiều nhân vật, trong đó có Thiện, có Thịnh. Mời quý độc giả cùng nghe một đoạn Đặng Mai Lan viết trong tác phẩm Sương Ký Ức. Cuối cùng thì họ cũng bước vào nhà. Cánh cửa được mở một cách dè dặt, nhẹ nhàng, nhưng đã xô ập vào nhà một lượng không khí mờ đục lạnh buốt phía ngoài. Thiện nói, ôi sương nhiều quá. Trên đường về có lúc tưởng như lạc không thấy lối ra. Tôi nhìn ra cửa, sương như chưa bao giờ nhiều đến thế. Sương như mây mỏng, tràn vào nhà. Sương che khuất những đường nét trên khuôn mặt Thiện. Tôi không nhận ra anh. Anh lạ quá. Từng phút, khuôn mặt anh nhạt nhòa, biến đổi. Từ đêm đó, sương không chỉ ôm ấp màn đêm, thung lũng, núi đồi. Sương che luôn cả mặt trời, biển rộng và những lớp cát ẩm ướt dưới đôi chân tôi. Cả đời, không gian, khung cảnh đó chẳng bao giờ tôi quên. Nơi đó, thời điểm đó bắt đầu là những nỗi buồn. Tôi thực sự biết thế nào là bạc bẽo, bơ vơ. Nỗi buồn của được và mất là khởi đầu, bắt đầu của một đời người. Đêm nay, ngoài kia chắc sương cũng đang đổ xuống trên khắp núi đồi, phố nhà. Những vạt sương ký ức lan man trong sương là những khuôn mặt buồn hiu. Chú Thịnh thịt da nát tan, Thịnh chân trời góc bể, còn Thiện giờ lưu lạc về đâu? Thưa quý khán giả, truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Trung tâm dinh dưỡng và Tự Lực Bookstore hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả Sleep Better 1000, một dược phẩm thiên nhiên nổi tiếng của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, có công năng phục hồi giấc ngủ cho những ai mất ngủ lâu ngày vì căng thẳng, âu lo, trầm cảm, đau nhức hay do một căn bệnh nào khác, đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh và cơ thể, mất khả năng tập trung, kém trí nhớ, ăn uống không ngon và nhiều hậu quả khác. Sleep Better 1000 sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một viện bào chế đáp ứng các quy định an toàn của FDA, mỗi chai 60 viên, giá chỉ có 39 Mỹ Kim. Dù mất ngủ vì bất cứ lý do nào, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự Lực Bookstore số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Sleep Better 1000, ăn được, ngủ được là tiên.